Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trước của Hyundai Sonati, hàng liên doanh cao cấp, sản xuất theo tiêu chuẩn OEM, tức là thông số kỹ thuật đến tất cả các chi tiết đều giống với dàn trên xe. Về cấu tạo của sản phẩm thì sản phẩm được sản xuất 100% ở hợp kim nhôm cao cấp anh em này. Tuy là hàng liên doanh nhưng chúng ta có thể nhìn lướt qua có thấy các thanh lan, tức là tép này. Đó, rất là dày, đồng đều nhau. Thân chúng ta nhìn sơ qua thì sẽ giống với Accent và i10 nhưng mà hoàn toàn không đúng nhá, bởi vì cái ra cái hướng co này. Thứ nhất là hướng co, đó. Thứ hai là cái chiều dày. Đó, anh em mình. Đó. Đây là cái điểm để chúng ta sẽ bắt van vuông ra đây. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh phía trước của xe Hyundai Sonati. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 076 9086 333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.